là nhờ cái công cực kỳ lớn của ông này ở người Belgium, người Mỹ, Belgium, người Mỹ. Ông ấy phát hiện ra cái hệ bổn thể. Thực ra ông là nhà vi sinh vật, vi sinh vật, người vi sinh học, vi sinh. Ông làm cái thực nghiệm là lấy máu của một người chích ngừa khẩy khuẩn tả Vibrio cholerae. Nhớ không? Nhớ không biết khẩy khuẩn tả là Vibrio cholerae không? Nhớ rồi, nhớ vui, nhớ vui. Thì ông lấy kháng thể trong máu của người đó, ông cho tiếp xúc lại với một trong in vitro, ông làm thực nghiệm qua bên ngoài, ông cho tiếp xúc lại với con thể phụ tả thì ông thấy con thể phụ tả bị tiêu diệt, bị tan rã rồi. Ông làm một thực nghiệm là ông đun sôi cái serum, sau đó ông tiếp xúc, cho tiếp xúc lại với thể phụ tả thì ông không thấy con thể phụ tả nó bị chết nữa. Do bộ thể bị tiêu diệt hết ở khoảng 70 độ, giờ đến chúng ta khi mà chúng ta đun nóng lên thì cái bộ thể nó biến mất hết, đó là những cái enzyme mà biến mất hết. Vì vậy thì tổng kết luận là trong máu chúng ta có một cái người mà đang được chủng ngừa bị ung thư thì nó có một cái gì đó mà đơn thuần kháng thể không coi đó là không đủ, kháng thể không coi là không đủ mà phải có thêm một cái thuốc khác tham gia vô thì nó mới tiêu diệt được cái con thể khuẩn tả đó. Vậy thì ông phát hiện ra cái hệ bộ thể này, và tất nhiên với những công hiến khác của ông trong ngành vi sinh học và vi sinh học, ông ấy Jules Bordet ông đã được giải Nobel y học năm 1979, ông rất là xứng đáng. Ngày nay thì ở Mỹ có cái viện gọi là viện y học Jules Bordet mang tên một ông Nobel y học này, họ rất là hãnh diện vì cái ông này là một nhân vật rất là lớn trong y học chúng ta. À, nhân dịp này mới nhắc hỏi các bạn thử con ghi bệnh ho gà tên gì? Tên gì con ho gà, con vi khuẩn ho gà tên gì? Bordetella, tên ông này, chữ này các bạn, Bordetella pertussis, Bordetella pertussis, nha. Do cũng con ông này phát hiện ra nha. Con khẩy khuẩn, xin lỗi, con vi khuẩn ho gà đó, nó là một dạng giữa virus với vi khuẩn, xong tôi không nhớ rõ lắm nha. Tên là Bordetella pertussis là tên của ông một tên này nha. Rồi, hệ bộ thể là một hệ cực kỳ phức tạp, diễn giải nó phải là một bài giảng riêng, không phải nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay. Chuyện đó của các nhà vi sinh học, nha, vi sinh học phải tôi, à, tôi chỉ tóm tắt, hiếm gọn để chi, để sau khi những cái nội dung này chúng ta có kiến thức, đúng không? Kiến thức là gì? Tôi nói luôn đi, vậy nên là bây giờ kiến thức là những gì còn sót lại trong bộ não của mình sau khi quên sạch. Vì đó thì bây giờ nếu mà cung cấp nữa hội ba học miễn dịch ba hội ba học miễn dịch học ba học có thể rồi em cung cấp nữa một lần nữa lại quên nữa thì thôi, bây giờ mình đừng có làm động tác để bị quên đó nữa, mình làm cái chuyện gọn để mình nhớ cái chuyện gọn đó thôi để thành kiến thức cho mình nè, tại vì mình sẽ quên nữa mà. Ai rồi, hệ bổn thể có ba đường, của đường khởi đầu và một cái đường cuối, đường final, à đường cuối, đường final. Tôi giải thích từng chút một, từng phần một cho các bạn ấy, nó cực kỳ rắc rối, chúng ta chỉ nhớ dùng có ba đường thôi và một đường cuối thôi nha, ba pathway và một đường cuối hai đường nha. Ở giữa trước là đường cổ điển, tức là đường cơ bản nhất của nó, thì nó có phải ba thành tố có hoạt động. Thành tố đầu tiên là cái kháng nguyên, nó có thể là một con vi khuẩn, một con virus hay là cái hồng cầu, kháng nguyên hồng cầu, cái kháng thể và bộ thể bắt đầu khởi động nó bằng C1, C là complement là bộ thể, đúng không? Thì với cái sự hợp lực của ba cái nội dung này
thì con đường của thể nó chạy ra, thì cuối cùng hết á là nó tiêu hủy, nó tiêu hủy con vi khuẩn mà chúng ta tiếp xúc là kháng nguyên. Như vậy cái kháng nguyên mà muốn bị tiêu hủy thì không những chỉ cần kháng thể không thôi, không đủ, phải thêm hệ bổ thể thì nó mới tiêu diệt được cái con vi khuẩn đó nha. Như vậy có những người trường hợp bị bệnh bẩm sinh thiếu bổ thể, complement deficiency là bị bệnh thiếu bổ thể, cái người đó bị nhiễm trùng, nhiễm tới nhiễm lui mặt đầy mụn, mụn con Staphylo nó ăn mà da mặt đầy mụn quanh năm suốt tháng, khổ ơi là khổ, hết nhiễm trùng này qua nhiễm trùng khác, hết nhiễm trùng đường ruột qua viêm phổi, lúc nào cũng bị nhiễm trùng do họ bị thiếu bổ thể. Nhớ nha, những người bệnh nhân đến với các bạn mà cứ hết nhiễm trùng này qua cái khác hoài đó, hết lâu là nó trở lại trương hàng các thứ đó. Đó, nhiễm E. coli thực tiểu đó, mụn đầy mặt hết, đó là họ bị thiếu bổ thể. Nhớ, phải tiền tâm, nhớ. Đó là được. Và như vậy thì đây là kháng nguyên của con vi khuẩn, kháng thể, và phải có cái bổ thể bắt đầu từ C1 trước thì nó mới khởi động con đường bổ thể để nó tiêu diệt con vi khuẩn đó. Ví dụ như con vi khuẩn đây, con vi khuẩn đây, đây kháng thể IgG đây ha, và nó hoạt quá, từ đó nó hoạt quá cái hệ bổ thể, và nhờ đó mà cái con macrophage nó mới nhận diện được cái con vi khuẩn đó, thì nó lột, nó làm cho con vi khuẩn nó bị tan ra, nó lột mất con đường đó. Đường thứ hai sau cái đường cơ bản xong là đường thay tiên, alternative, đường thay thế, thay viên gì đó, các bạn muốn dịch kiểu gì cũng được nha. Thì đường thay viên tôi cố tình ghi chữ kháng thể và gạch ngang để như zero cũng được. Đường thay viên này thực sự là một hệ miễn dịch phẩm tố, không cần kháng thể, không cần kháng sự có mặt của kháng thể, nó bắt đầu liền từ C3, và nó tiêu diệt luôn cái kháng nguyên đó một cách trực tiếp mà không cần có C1 để khởi động nó. Do đó đây là cái hệ miễn dịch phẩm tố thực sự, tức là trong người tất cả chúng ta đang ngồi đây đã có sẵn hết rồi. Vậy là bị xâm nhập vi khuẩn thì cái C3 sẽ hoạt động được liền từ cái con đường thay thế này, thay phiên này. Con đường thứ ba là con đường lectin, mà chữ MBL này là Mannose Binding Lectin. Cái lectin nó có sẵn trong cơ thể tất cả những người đang ngồi đây và nó bám lên cái màng mannose, là một đường carbohydrate. Đó là một đường carbohydrate. Cái lectin là một cái protein nó gắn lên một cái đường carbohydrate. Thí dụ như là mannose có hiện diện rất là nhiều trên bề mặt của vi khuẩn. Vì vậy cái lectin nó bám lên bề mặt của vi khuẩn từ cái vị trí của mannose dẫn kết quả hệ bổ thể luôn, C4, C2 và C3 đó, để nó chạy tới thành C3 và nó gây tiêu hủy luôn. Và đây cũng là một hệ miễn dịch phẩm tố luôn, không cần kháng thể sản xuất ra, Đây đây cũng một chuyện hỏi nhỏ gần như các bạn không biết, đó là lectin có sẵn trong cơ thể chúng ta, nhiều tế bào trong cơ thể mình cũng có đường mannose. Tại sao cái lectin đó cũng có lột cái tế bào cơ thể mình? Câu trả lời khó, hơi chuyên nghiệp chút xíu, nhưng câu trả lời để các bạn yên tâm và biết không thì được rồi, có thể quên. Tức là trên bề mặt của đường mannose của các tế bào cơ thể chúng ta, nó có một cái lớp acid sialic che mất cái đường mannose đó, do đó hệ bổ thể không nhận diện cái đường mannose của cơ thể bình thường. Chỉ có một ít trường hợp, vì lý do này, lý do khác, do một bệnh tự miễn, cái lớp đường sialic nó bị biến mất và nó phơi cái mannose trên bề mặt của cái tế bào của cơ thể mình, thì lúc bây giờ thì thành bệnh viện cái complement cái bộ thể nó tấn công trực tiếp cái tế bào của cơ thể mình luôn, trong đó có tế bào thần kinh. Các bạn thấy có những bệnh là cái, tự nhiên cái cơ thể mình bệnh tự miễn mà bệnh thần kinh, tế bào thần kinh nó bị ăn mòn hết luôn, bị mòn hết chất xám, nó bị liệt từ dưới chân chạy lên, nó chạy từ dưới chân chạy lên luôn, bị liệt hội chứng Guillain-Barré, từ dưới chạy lên luôn, chết chắc ngưng thở chết luôn. Đó là do cái lớp acid sialic
vì lý do này lý do khác của bình thường miễn nó bị biến mất khỏi cái bề mặt mannose của tế bào của cơ thể mình. Do đó bây giờ thì cơ thể nó hành xử thì cái tế bào của cơ thể mình bị tiêu diệt. Đó. Nha. Và cái đường cuối khi mà C3 nó tiến tới được thành C5 thì C5, C6, C7, C8 và C9 nó hợp lực lại nó thành một cái enzyme và nó hình thành một cái tổ hợp gọi là MAC, phức hợp tấn công màng tế bào membrane attack complex. Cái MAC đó nó gây hủy hoại, nó gây cái gì, nó gây cho màng tế bào bị hủy hoại và nước nó chạy vô, các phân tử bên trong tế bào chạy ra ngoài và nước nó chạy vô để làm phong cái tế bào lên và nó gây vỡ tế bào luôn. Đó là cái công đoạn cuối cùng của cái hoạt động của cái gây tiêu hủy tế bào, hoạt động cuối cùng của hệ cơ thể cho cái gây hư hoại tế bào. Đây chỉ là ôn tập, chúng ta có ba đường khởi đầu. Là đường cổ điển là cần phải có kháng thể, đây chỉ đi cách này là kháng thể đây. Đường thay phiên thì không cần kháng thể nữa. Về đường lectin là nó nhận diện cái mannose trên bề mặt của các cái và những cái cạch nguyên khác có mặt trên cái bề mặt của kháng nguyên. Và nó giải thích cái trường hợp hồi nãy. Ông bệnh nhân có tôi xin lỗi, đây là trường hợp IgM, nhưng IgM cũng vậy. IgM là trường hợp nhóm máu. Người nào nhóm máu A thì có anti-B. Anti-B đó bản chất là IgM, hiểu không? Cái ông bệnh nhân kia ổng không có anti-resist. Bây giờ do cái đây 6 năm ổng đã được truyền một phần cầu là dưới dương, ổng có anti-resist, ổng có IgG chống nhóm máu D, nhóm máu resist, nó nằm yên đó. Bây giờ chúng ta truyền lầm nhóm máu hệ ABO trước là IgM mà. Người nhóm máu A lại được truyền lầm nhóm máu B. Thì cái anti B trong cơ thể của người A đó mới nhận diện cái hồng cầu B truyền vô và cái bộ thể nó nhào vô ra, nó làm tan tác và tan huyết nội mạch luôn, suy thận cấp luôn, dữ dằn luôn, suy thận cấp luôn cho các bạn, suy thận cấp luôn. Nhầm. Do đó chúng ta chỉ cần truyền 5-10cc là bệnh nhân có thể diễn được. Bây giờ ta ngưng không kịp, ta tiêu luôn. Nhờ, ta tiêu luôn. Rồi, con đường hợp. Ông hồi nãy, ông bị IgG chứ không phải IgM. Thì chuyện gì xảy ra? Một khi cái hệ bổ thể nó đã bị hoạt quá thì nó không cần kháng thể nữa, không cần kháng thể đặc hiệu của nó nữa, nó luộc luôn các tế bào hồng cầu còn lại của chính đương sự luôn. Và như vậy ổng cái HCT hematocrit là 30%, ổng truyền nhóm máu khác nhóm resist vô, nó luộc xuống còn có 20%, nó luộc xuống còn có 10%, nó vỡ hồng cầu của chính đương sự luôn. Và như vậy vấn đề tán huyết của hệ huyết học không những chỉ tán huyết cái hồng cầu từ bên ngoài mang vô mà nó tán huyết luôn hồng cầu của chính đương sự luôn của hệ bộ thể, kinh khủng. Vì đó chúng ta phải cẩn thận là vậy nha, chứ phải hematocrit ổng 30%, vì truyền máu vô mà không mang lại hiệu quả gì thêm thì ổng vẫn 30% nữa, không phải, nó luộc luôn, thì như vậy ổng mới cần chết nha. Vì đó chúng ta coi chừng vấn đề truyền máu, coi chừng cái yếu tố đó trong cái hoạt động của hệ bộ thể. Hệ bộ thể nằm trong các mảng khác nhau của y học chúng ta, nhiều nhất là trong vi sinh nha, các cái vi sinh vật và virus, kế đến các bệnh lý miễn dịch khác có sự can thiệp của bộ thể, và một mảng nhỏ trong huyết học tôi là gây tán huyết vào bộ thể. Bây giờ hiểu chưa? Tôi chỉ giúp các bạn có khái niệm thêm về cái bộ thể đó trong cái hệ huyết học thôi. Chiều nay về chúng ta coi lại bài vở, coi lại trong internet, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn từ cái mối tôi mới trình bày cho các bạn xong. Hiểu được không? Được rồi, được rồi. Bây giờ 15 phút. Bây giờ chúng ta không biết là cái kháng thể bất thường của bệnh nhân là gì đâu mà mình có cái kháng anti-globulin tương ứng để nhận diện nó. Đâu có biết trước. Tôi đâu biết trước bệnh nhân bị kháng thể gì đâu mà tìm cái kháng nguyên, cái kháng thể nhìn nhận diện tương ứng. Tôi đâu có biết trước là cái globulin miễn dịch mà người bệnh nhân bị mắc là gì đâu.
mà tôi dùng antiglobulin để nhận diện được nó, phải không? Tôi phải dùng một loại antiglobulin đa hệ, giống như TV đa hệ vậy đó, là cái đài truyền hình nó phát ra thì có thể nhiều hệ nha. Ở Việt Nam chúng ta là một hệ, Campuchia là hệ khác, Nga hệ khác, châu Âu hệ khác, Bắc Mỹ hệ khác, Nam Mỹ hệ khác, Ấn Độ hệ khác. Đâu phải mình đem cái TV được mua ở Việt Nam đem qua Ấn Độ là mình coi được đâu, không có khác. Tại nó không nhận diện được cái hệ ở cái nước sở tại. À thôi, nói đơn giản hơn, cái điện thoại di động mình mua ở Việt Nam chúng ta đem qua Mỹ chứ chắc sẽ được nha. Chứ chắc sẽ được đâu nha, tại cái hệ nó khác. Đúng không? Có thể giống nhưng có thể khác, và chúng ta sai không được. Dạ. Vậy làm sao chúng ta biết được cái hệ gì? Vậy thì bây giờ mình làm và sản xuất. Bây giờ mình sản xuất một cái điện thoại di động, iPhone, iPad, smartphone gì đó biết, mà nhận diện được hết tất cả các hệ luôn, thì vậy mình sẽ sướng, phải không? Là cho dù nước đó anh phát ra tài gì nữa, à, sống 3G, 4G, 105G gì đó là cũng nhận diện được hết, phải không? Đó, cái mục tiêu mà tôi muốn nói các bạn là như vậy, là làm sao chúng ta sản xuất được một cái antiglobulin mà nhận diện được tất cả các cái kháng thể của hệ con người. Vậy như vậy người bệnh nhân lúc nào cũng không nhận diện được tất cả cái bệnh của họ, phải không? Không đơn giản nha, đơn giản mà lại không đơn giản, chúng ta phải có cái niềm nhá. Mình muốn sản xuất ra globulin thì mình giữ bằng kháng nguyên. Anh có kháng nguyên anh sản xuất được kháng thể được. Anh muốn sản xuất ra antiglobulin, đó, thì anh giữ bằng cái globulin đó, đó, như vậy đó. Cái sinh vật giữ tốt nhất về cái chuyện đời xưa của y học đó, lịch sử y học. Tôi sắp cho các bạn coi hình. Tất cả mọi sản xuất miễn dịch lượng lớn là người ta nhờ con sinh vật có trọng lượng cao này, không có đồng ký gì đâu, nó sản xuất là nhiều chứ. Chứ mình dùng con phần ngăn một chiếu, thì sao nó ra nhiều chứ đúng không? Đâu, đó. Tại sao người ta chọn con ngựa? Tại vì chuyện ngày xưa như sao? Cả tụi mày phải cảm ơn tao là có chuyện ngày xưa để hiểu, ha. Trong các cuộc chiến đánh nhau, nghe không? À, thục đánh với Đông Ngô, đánh với Tào Tháo đánh với Lưu Bị đánh với Bạch Tướng, nghe không? Thì cả người chiến binh lẫn con ngựa đều có thể bị thương. À, người chiến binh rút tên thì con ngựa có thể bị rút tên. Cả người và ngựa té xuống hầm trong thì cả người thương binh cũng có thể bị dính trong và cả con ngựa cũng bị dính trong. Vậy nếu họ không có chết liền do cái vết thương đó không có quá đáng, không có đúng cách cơ quan điểm, thì một thời gian ngắn sau người thương binh đó có thể bị tử vong vì uống ván, hiểu không? Bằng tay cái đây 300-400 năm làm sao có uống đồ uống ván được. Nhưng không có một con ngựa nào chết vì uống ván. Người ta mới phát hiện là con ngựa có thể miễn dịch rất mạnh, tuyệt, nó sản xuất ra kháng thể. Người chúng ta không tự sản xuất được kháng thể kháng uống ván, nhưng con ngựa thì nó sản xuất được. Vậy như vậy kháng thể kháng uống ván là chúng ta chết trong bệnh viện lấy từ đâu ra? Lấy từ ngựa. Thì bây giờ chúng ta nếu muốn có một mô hình sản xuất kháng thể thì ngon lành thì chúng ta cứ lựa con ngựa là bảo đảm, không? Rồi đầu tiên hết, chúng ta lấy mẫu máu hồng cầu ô của 1.000 em sinh viên khỏe mạnh, 5.000 em thì tốt hơn nữa, mỗi người chỉ cần xin 2cc thôi, không bao nhiêu, 2cc thôi. Trộn ra thành một bể full. Chích vô cho con ngựa đó, chuyên vô cho con ngựa đó. Chúng ta đang cung cấp cái gì cho con ngựa? Chúng ta đang cung cấp kháng nguyên của hồng cầu người. Nó sản xuất ra cái gì? Nó sản xuất ra kháng thể chống kháng nguyên của người, đúng không? Thì mình cung cấp nó kháng nguyên nào để nó sản xuất kháng thể chống đó, thấy không? Nó sản xuất cái này
Nhưng có phải cái này là chúng ta cần không? Không, anh Tây. Không. Chúng ta không phải cần cái này. Anh Tây. Nhưng phải chúng ta cần globulin. Chúng ta cần anti globulin kia. Vậy phải làm sao? Làm sao? Tích cho người khác. Quá thông minh đi. Thông minh nhất nam tử, yếu vi thiên hạ kỳ. Rót sinh ra để có thi chi. Chúng ta lấy máu của con ngựa này, chúng ta tinh khiết quá cái globulin đó. Chúng ta làm sao? Chích ngựa khác. Chúng ta chích nó qua cho con ngựa thứ hai. Ngựa thuần chủng thứ hai. Con ngựa này sản xuất ra cái gì? Con ngựa này sản xuất ra cái chúng ta cần. Và cái anti-globulin này nó nhận diện được cái gì? Nó nhận diện được tất cả các kháng thể của hệ hồng cầu người, xuất phát từ tất cả các kháng nguyên của hệ hồng cầu người của 1000 MCT phải mạnh bao nhiêu, đúng không? Vậy có một người đó bệnh đi ngang qua bệnh viện, ông là kéo vô quẩy vô, nếu người đó là người và người đó có một kháng thể bất thường đang di chuyển trong máu người đó, thì chúng ta dùng cái kháng thể này nhận diện ra là được liền tá thể mà, phải vậy không? Được chưa? Hiểu chưa? Vỗ tay cái đi. Đơn giản rồi phải không? Cái chuyện rất phức tạp. Nhưng mà tụi người sản xuất ra không có đơn giản đâu các bạn. Nói nghe quá dễ đâu rồi. Lấy này chích vô chứ quá, chích qua chích hoạch xong rồi. Đâu có dễ. Đâu có dễ không? Nguyên tắc thôi. Chứ còn sản xuất là tinh khiết quá, nó là cực vô cùng. Những năm 70, chúng ta chiến tranh hoàn tất, Mỹ nuôi có. Họ để là cái gì? Họ để là cấm vận. Chúng ta phải tự sản xuất lấy các cái reagent, các cái thuốc thử của y học tự mình lo. Các thuốc thử đông máu mà từ trước tôi nên không? Mình tự sản xuất lấy là địa chỉ trong 18 quận. Chúng ta chiết xuất từ học thỏ là các cái phẩm xét nghiệm cho làm xét nghiệm. Và cái này luôn. Tuy nhiên cái độ tinh khiết thấp, không có và cao, vậy đó một số trường hợp mình không phát hiện được, mình phải gửi mẫu qua Pháp, không? Nhưng mà chúng ta làm được, chiết xuất từ các cái kỹ thuật chúng ta làm này. Như vậy, thuốc thử của mình không chắc là nhận diện được hết, thì người ta phân loại hai loại các bạn khi làm đó, thì nhớ hỏi labo mình coi cho kỹ, lên labo coi thuốc thử của cho kỹ nha, trên cái nhãn nó ghi là polyspecific, tức là nó vừa chấp nhận diện được immunoglobulin và IgG và nó nhận diện luôn các complement. Nhưng vậy thì nó không đặc hiệu, vậy đó thì nó người ta sản xuất ra rời nhau anti globulin và anti IgG không và anti complement rời nhau. Thì chúng ta biết xem của bệnh nhân mình bị cái gì, tại vì có những trường hợp bệnh nhân không có immunoglobulin, cái kháng thể của họ là anti complement đơn độc hết nha. Và chúng ta phải nhận diện được cái anti complement nó bằng cái thuốc thử monospecific là nhận diện được một cái này, nhận diện được hoặc là IgG hoặc là anti complement hoặc là complement nha. Đem cái sơ đồ chúng ta chẩn đoán, nếu mà cái này là direct anti globulin test nè, tức là cung trực tiếp nè, nếu một bệnh nhân bị tăng huyết lên sàn thì chúng ta test trước bằng monospecific, một cái là cung nhận diện IgG, một cái là cung nhận diện complement của thể. Nếu cái này mà dương tính mà cái này âm tính thì chúng ta nói là cái kháng thể này chỉ nhận diện chỉ là một cái immunoglobulin IgG thôi. Nếu có hai cái cũng dương tính hết thì chúng ta test lại, chứ còn hai đầu thì vậy đó. Cái này là chỉ có độ tăng huyết của bệnh nhân là chỉ cái gắn liền với complement thôi, gắn liền complement thôi, tức là tăng huyết đơn thuần với complement chứ không có tham gia của immunoglobulin nha. Có thể có thể không nha. Đó thì tùy tình huống của chúng ta theo cái sơ đồ này mà chẩn đoán ra cái tình huống của bệnh nhân của mình. Cái này thì hơi chuyên khoa chút xíu, tuy nhiên nếu vậy thì các bạn đủ thông minh để nhận diện ra cái tình huống của bệnh nhân bị mắc dựa vào các test cùng. Bây giờ có hai trường hợp đây, cho có bệnh tiêu huyết miễn dịch, bệnh tự miễn như là bệnh lupus, người ta định lượng CH50 là hoạt tính của thể, làm tăng huyết 50% hoàn cầu, và hoạt tính làm tăng huyết 50% hoàn cầu, định lượng C3, định lượng C4, thì
chúng ta sẽ thấy cái đám đó nó tăng cao hay là giảm thấp. Tại sao? Tại sao? À, bắt đầu tự học được rồi. À, cho bài giải đáp về cái học thư này. Về cái học thư này. À, coi thử coi hiểu không? Coi thử coi bữa nay tôi bị tốn nước miếng vô ích không? Vào, 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 vào. Coi trước trong sách vở, trong internet. Trả lời tôi biết. Trong các bệnh từ miệng thì định lượng CH50, tức là khả năng của khắc của bộ thể làm tán huyết 50% hoàn cầu. À, C3 và C4 thì định lượng thì nó sẽ tăng hay giảm. Tại sao? Tại sao chúng ta học tới đây xong mà vẫn chưa hết? Là tại vì tất cả các chuyên khoa đều có bệnh tự miễn. Thần kinh có bệnh tự miễn, thận có bệnh tự miễn, huyết học phương có bệnh tự miễn, sau này khớp có bệnh tự miễn. Sau này chúng ta về, chúng ta gặp một bệnh tự miễn nào đó, chúng ta cứ thử CH50, C3 và C4, nó sẽ tăng hoặc giảm. Thì mình hiểu, giờ mình chẳng nói được bệnh của mình đang mình. Chứ phải biết học thôi nha. Không phải chỉ có biết học phương thôi mới cần tính định lượng CH50, C3, C4. Thận cũng định lượng, thần kinh cũng định lượng, khớp cũng định lượng, tim mạch cũng định lượng, có những bệnh tận miễn cũng bị tấn công vô tim nha. Gan cũng có. Vậy như vậy chúng ta biết để mà định lượng và chẩn đoán cho bệnh nhân của mình dựa vào định lượng các bộ thể, chứ không phải biết học tôi đâu được. Hiểu không? Hôm nay chúng ta đáp dụng là như vậy. Hiểu không? Chiều nay về đọc điều nha. Rồi, mời các bạn đặt câu hỏi trước, câu hỏi luôn nè. Để câu hỏi luôn nè. Mày đặt câu hỏi đi, hay hỏi chị vô. Em muốn làm sao? Quên, cái em nào của đất quên được, em còn đất á. Em nào giết chị đây của đất? Em của đất đâu rồi? Ừ. Thứ năm này tôi bị... Đó là thứ năm này, đó. Tôi bị một chuyện là phải đi học gì đó. Bộ y tế bắt học ứng xử. Ứng xử. Ứng xử. Bây giờ... Ứng xử với tại của mình, phải đi học. Điểm danh. Trời ơi. Điểm danh. Ai dạy mày biết không? Tiến sĩ tâm lý học dạy chưa được suốt bệnh nhân nào mà sao dạy dạy tụi tôi về ứng xử như thế ồ nhưng thôi học không học có đi chuyển nữa. Đây là thứ năm này chúng ta không có lớp em dạy sẽ dùng nếu như họ học lâu không học cũng bao lâu rồi còn mấy tuần tôi đẻ đã tôi đẻ hết hả hay là dùng 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 tôi dùng cái nào mình học nữa đó rồi cái nào mình học nữa. Về